Chào bạn đã quay trở lại. Thì trong video này và video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho bạn là bốn cái khung content á mà đội ngũ GTV mình đang làm cho website GTV ở điểm hiện tại và cũng như trong các dự án của bên phía SEO. Thì về cơ bản á, bên phía GTV mình thì áp dụng chủ yếu ở hai cái dạng content đầu, và hai dạng content đầu này cũng là trong video này mình sẽ chia sẻ cho bên phía bạn. Còn hai dạng content sau đó thì ít khi nào bên GTV mình triển khai lắm, bởi vì thực chất á là bốn dạng content này là nó thuộc trong đâu đó 7-8 cái khung content á mà được một bên phía là bên phía Backlinko đã qua nhiều phần lần mà nghiên cứu và chứng minh rằng là những cái khung content này nè dễ dàng kích hoạt 6 cái yếu tố của sự lan truyền ở trên kia. Trong video trước mà mình có chia sẻ với bên phía bạn, từ đó mà bài viết có lượng tương tác cao hơn, từ đó mà time on site bounce rate nó giảm, time on site tăng lên, người dùng ở lại cao hơn, Google biết rằng người dùng thích bài viết của bạn và bài viết này kích hoạt cái gọi là sự chia sẻ đó. Tiếp tới nữa là những cái dạng khung content này là nó kích hoạt rất là nhiều yếu tố từ cái việc là bên phía SEO hơn rất là nhiều. Thì những cái phần yếu tố về SEO đó, nó được thiết kế sẵn để Google yêu thích nó. Thì trong những cái phần tiếp theo từ câu chuyện Tú On Bay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cụ thể hơn về câu chuyện mà tại sao thường này là những cái dạng content này nó lại những dạng content này được Google yêu thích đến như vậy. Và cũng như rằng đó là khi mà mình chia sẻ đây là giai đoạn 1 của bên phía bạn về 4 khung content. Ở giai đoạn 2, ở cái phần tiếp theo á, thì mình chia sẻ với bạn là cách thức mà mình cụ thể luôn outline content như thế nào để thu thập những cái phần mà các chủ đề con mà mình đề cập trong bài viết. Rồi, mình không nói nhiều, bây giờ mình sẽ vô cái gọi là thẳng cái Go To Guidebook. Go To Guidebook dịch ra tiếng Việt á, là guidebook là sách hướng dẫn, Go To nghĩa là cái nơi mà bạn đi đến, là cái động từ mà bạn đi đến, có nghĩa rằng là đây là cái dạng content á mà thuần về cái hướng dẫn cụ thể luôn trong cái lĩnh vực đó. Nếu bạn chẳng hạn như nếu hướng dẫn về SEO đi không, thì hầu như tất cả những người mà muốn học SEO người ta sẽ muốn đọc bài viết này đầu tiên, thì nó gọi là Go To Guidebook. Thì tất nhiên đầu tiên, bước đầu tiên của bên phía bạn á, toàn bộ cái file này tất nhiên là mình sẽ chia sẻ với phía bạn nha, toàn bộ file này là file quy trình với tiêu chuẩn của bên phía GTV mình. Ở tương ứng với từng cái dạng này thì mình đều có liệt kê ra một số cái ví dụ mà bạn có thể tham khảo ở đây, và những cái ví dụ này đều là những cái ví dụ mà bên phía đây là những cái ví dụ mà bên phía bên GTV mình triển khai, cũng như là các cái ví dụ mà bên phía ở trên thế giới. Thì khi mà bạn triển khai phần này nó cũng kích hoạt luôn á, là ở video trước mình nói bạn là nó kích hoạt được rất là khi mà SEO theo chủ đề, tại vì bài viết này được thiết kế để làm nội dung về chủ đề chứ không phải theo từ khóa. Như bên phía mình nói là bạn tiêu chuẩn của bạn phải là chọn là parent topic, của là chủ đề cha. Thì chủ đề cha trong phần module 3 mình sẽ nói cho bạn cụ thể hơn về cái việc chủ đề cha, nghiên cứu từ khóa chủ đề cha nó có ý nghĩa gì. Và đây là một số ví dụ, cho đây mình có đề cập ví dụ như bài viết đây là cái dạng mẫu là Go To Guidebook, là bạn có thể thấy đây là bài viết mình sẽ hướng dẫn cho bạn nói tại sao cái này gọi là Go To Guidebook, và bạn có thể thấy bài viết này lên top 7200 từ khóa rồi, chỉ đúng một bài viết này thôi kéo 7200 từ khóa và đang mang về 115.000 traffic tương với 72.000 đô mỗi tháng ở đây. Thì rồi, thì khi mà bạn đầu tiên bước một bạn làm quy trình mình muốn xây dựng về câu chuyện là chọn lựa cái chủ đề, thì cái chủ đề ở đây á bạn sẽ quan tâm về cái vụ kích thước rất là nhiều. Trước đó mình có nói bạn về medium keyword rồi, medium keyword là từ khóa mà nó dạng trung bình. Từ khóa trung bình có nghĩa là sao, thì giống như câu chuyện là cái chủ đề ở đây, chủ đề của bạn á nó phải ở mức trung bình, là ở giữa, thì có nghĩa là không quá là rộng, có nghĩa là không quá là từ khóa ngắn, và cũng như rằng là không quá là hẹp, thì có nghĩa là không quá là phải từ khóa dài. Thì từ khóa mà nó trung bình có nghĩa là sao, là nếu như bạn nói về cái chủ đề đó thì bạn có thể nói trong 7 cho đến 10 topic, hoặc là đôi khi đến 11, 12 một chút, thì 7 đến 10 trong topic con ở trong đó, con chính ở trong đó là bạn có thể nói được hết toàn bộ. Mình ví dụ như từ khóa là bệnh tật đi, thì bạn không thể là bao quát được trong 7 đến 10 cái topic con được, như là subtopic ấy, gọi là subtopic á. Còn nếu mà chủ đề bệnh đau bao tử đi chẳng hạn thì được. Còn ví dụ như bạn có thể đề cập là bệnh đau tử bao tử là cái gì. Thật ra bên phía mình cũng có đề cập trong đây một cái mẫu, ví dụ mình có outline sẵn luôn. Có đề cập đau dạ dày là gì, đau bao tử là cái gì, triệu chứng nè, rồi nên không nên ăn gì, rồi nãy như có cái phần này là như mình mới bị xóa phần này đi không. Triệu chứng không nên ăn gì, nên uống gì, ví dụ vậy, cách chữa trị, cách phòng tránh bệnh đau dạ dày, mình ví dụ như vậy. Thì đó là cái cách thức mà mình thường làm.
tiếp theo nữa trong câu chuyện đây anh, chẳng hạn như từ khóa chữa bệnh đau bao tử bằng gừng đi chẳng hạn, thì cái chủ đề nó hẹp quá, bạn không thể nào nói đến 7 đến 10 cái topic được con được khác được. Mà bạn chỉ có thể chủ đề nói về câu chuyện lợi ích rồi hướng dẫn cách làm rồi một số thứ khác khác thôi, bạn không thể nói đến 7 đến 10 topic quá là nhiều được, và người dùng cũng không có mong đợi là đọc cái một cái bài viết cụ thể về chữa bệnh đau bao tử bằng gừng mà nó quá là nhiều những cái gọi là cái thông tin lan man. Thì đó là câu chuyện là bạn phải chọn cái chủ đề này nó vừa đủ, nó kiểu dạng medium keyword. Module sau á, module 3 mình hướng dẫn cho bạn nghiên cứu từ khóa thì mình cũng sẽ vẽ cho bạn một cái bức tranh cụ thể hơn. Tiếp theo á, tất nhiên là bạn sẽ chia nhỏ cái topic này xuống 7 tới 10 topic rồi, và những cái topic này á, những cái chủ đề hay những cái tiêu đề ở những cái topic con này, tất nhiên bạn sẽ muốn nó trở thành một cái chương hữu ích mà người dùng có thể đọc, người dùng nắm được hết toàn bộ thông tin về cái chủ đề, lĩnh vực đó, và người dùng cũng thấy sự hữu ích từ nó nữa. Về phần stay sự hữu ích và những cái việc mà người dùng có thích hay không á, thì trong cái phần giai đoạn 2 mình sẽ chia sẻ bạn cụ thể hơn khi mà mình làm trực tiếp trên iPad và trên máy tính và mình có quay lại cho mình phía bạn. Tiếp theo nữa là bạn thiết lập go-to guidebook thôi, thì ví dụ như bạn có thể ở đây mình ghi cụ thể luôn. Bạn có thể đặt một cái tiêu đề ví dụ như là ở hướng dẫn toàn tập hoặc là hướng dẫn tối thượng về chủ đề gì gì đó chẳng hạn. Bên phía mình chẳng hạn có một cái hướng dẫn toàn tập về SEO Outbay chẳng hạn, mình có để một cái ví dụ ở bên đây luôn. Design bạn cũng phải nên đẹp và nên phù hợp, ví dụ như mình bạn như bạn thấy cái bài viết ở đây mà design chẳng hạn, ngoài bài viết này đây bài viết này thì mình thấy design cái thiết kế của nó rất là đẹp ở trong đây đang chạy. Rồi tiếp theo nữa phần bạn khi trước khi vô thì bạn sẽ giới thiệu cái gì, thì tóm tắt lý do tại sao cái chủ đề này, đề cập một số thách thức chung hoặc là thử thách, hướng dẫn biện pháp giải quyết các thách thức thông qua cái việc là cái bản hướng dẫn của bên phía bạn toàn bộ trong đây. Rồi tiếp theo nữa bạn nên có một cái table of content, có nghĩa là cái như này, table of content giống như là khi bạn mở một quyển sách ra thì nó là một cái chương sách vậy, để người dùng biết rằng là toàn bộ cái nội dung này đang đề cập tới chủ đề gì trong website của bên phía bạn. Và thứ hai nữa là người dùng dễ dàng tới, nếu mà người dùng bấm vô đây người dùng có thể bay thẳng trực tiếp tới cái phần đó. Ví dụ như vậy, bạn thấy design đây rất là đẹp về từ hình ảnh cho đến những thứ khác. Tiếp theo nữa đây cái cách tổ chức chung của chương, thì phần đầu của bên phía bạn á, thường ở đây á, mình sẽ ghi là khoảng từ 1 cho tới 1 đến 3 subtopic bắt đầu của mình á, thì mình sẽ làm về các chủ đề cơ bản và giới thiệu về đến 2 đến 3 cái subtopic tiếp theo á, thì mình sẽ làm về chủ đề chi tiết và nâng cao hơn, và cuối cùng á, là nghiên cứu điển hình ngắn hoặc là hướng dẫn ngắn gọn hoặc là mẹo gì đó, giống như là chia sẻ với các một cái số case study khi mà áp dụng cái keto diet này đi chẳng hạn, thì bạn thấy rằng là ở đây nó cũng y chang, ví dụ what is keto, food to eat, food to avoid, hay rằng là thức ăn nên tránh, thức ăn ăn, ví dụ như vậy. Keto diet là cái gì, rồi meal plan có nghĩa rằng là chế độ dinh dưỡng hàng ngày, ví dụ như vậy, rồi cách giảm cân, rồi lợi ích về sức khỏe, ketosis, supplement hình như là thuốc cái gì mà nó nói chung là cung cấp chức năng, thực phẩm cung cấp chức năng á, rồi tip and trick như bạn thấy ở đây đó, side effect hay là ảnh hưởng phụ ở đây, và Q&A, và đôi khi như bạn thấy ở dưới đây nữa thì nó có cả cái review và case study của những cái người áp dụng mà bên phía keto diet thành công, hiện trong đây nó cũng có ở đây. Thì toàn bộ này phần này nó đề cập hết y chang như cái go to guidebook này, thì đó là lý do là sao mình chọn cho bên phía bạn một số cái go to guidebook mà nó điển hình về vấn đề này. Rồi đó, đây là toàn bộ về go-to guidebook. Và còn cái expanded list spot thì sao? Expanded list spot á, thì về câu chuyện là chọn chủ đề á, thì bạn có thể chọn chủ đề y chang tương tự, nhưng mà không cần nhất thiết là phải có ví dụ do cách thức triển khai content bạn khác rồi, nên lúc mà bạn chọn chủ đề medium keyword á, thì cách thức chọn thì giống nhau, nhưng cách thức triển khai content thì nó khác. Thì ở đây á, thay vì bạn làm một cái cụ thể về cái go to guide, cũng như là một cái go to guidebook về cái chủ đề đó, thì bạn làm theo kiểu là cung cấp các mẹo hay cung cấp các thủ thuật hay các cung cấp các mẫu. Bạn thấy rất là nhiều, ví dụ như là 40 mẫu thiết kế nhà nội thất đẹp dưới 100 triệu, mình ví dụ như vậy đó. Bạn nghiên con số 40 đó ấn tượng rất là nhiều. Và thứ hai nữa là việc ví dụ như là một số bài viết của mình như thủ thuật SEO đi, 81 thủ thuật ví dụ như vậy, 81 thủ thuật SEO nhanh chóng mà bạn có thể
áp dụng ngay trong hôm nay đó. Thì thường thì bạn chỉ cần cung cấp từ 15 đến 25 mẹo là vừa đủ thôi, nhưng mà cũng tùy thị trường nữa. Có những thị trường mà tự nhiên bạn thấy đối thủ mà nó ghi là 100 mẫu gì thì chẳng hạn, thì ít nhất bạn cũng phải làm cao số lượng, nó phải cao hơn, ví dụ như bằng phải ít nhất ngang ngưỡng 100 hoặc là ở trên 120 hay sau đó thì bạn mới có thể cạnh tranh được trong cái thị trường đó. Rồi tiếp theo nữa là trong câu chuyện ở đây, khi mà bạn đề cập các mẹo hay các mẫu gì đó chẳng hạn, tất nhiên là nội dung nó phải hữu ích rồi. Nội dung hữu ích như thế nào là hữu ích? Thứ nhất, nếu như bạn cứ thử hỏi như thế này, giả sử như bạn đang cố vấn hay tư vấn cho bên phía khách hàng đi, và bên phía khách hàng là mình đi hạn, thì mình có sẽ đặt câu hỏi cho bên phía bạn các vấn đề, các nỗi đau của bên phía mình trao đổi với phía bạn đi, thì bạn tư vấn mình ra sao và mình là gặp vấn đề gì. Thứ hai là bạn, nếu bạn là khách hàng và đang muốn tìm hiểu về chủ đề này thì bạn nghĩ rằng mình sẽ gặp các sự cố nào, ví dụ như vậy, thì và lúc này bạn cung cấp ra những cái kỹ thuật giải quyết bên phía đó. Thì tiếp theo về việc mà bạn liệt kê hết toàn bộ các vấn đề khó khăn trong đó, thì sau đó bạn đề cập ra các mẹo hay là các mẫu thiết kế, hay nói chung là tùy thị trường ở trong đó. Thì về cách thức content này nọ thì qua cái phần giai đoạn 2 mình hướng dẫn cho bạn cụ thể outline tốt hơn. Rồi mà bạn hãy nhớ rằng là các thủ thuật này hay các những cái gọi là cái thông tin bạn cung cấp trong cái dạng expanded lead spot này là khách hàng có thể áp dụng được ngay. Khi mà khách hàng áp dụng được ngay rồi, họ có thể dễ dàng gọi là đi ra đi, nói chung là liên tục tới cái nội dung của bên phía bạn về liên tục quay trở lại nội dung phía bạn để có thể đọc hoặc học hỏi thêm tiếp về các gọi là các nội dung khác đang đề cập tới trong bài viết. Ví dụ bạn có thể thấy ở trong đây là cái những cái bài thủ thuật SEO bên phía mình thì cái phần mà time outside, ví dụ như đây là cái chỉ số mà khoảng đó 2-3 ngày gần đây thôi, về cái việc bài viết thủ thuật SEO mình thời gian trung bình nó khoảng 7 phút lận. Và thật ra mà nói tất cả những cái nội dung khác của bên phía mình như bạn thấy đây 7 phút mấy, hay là hoặc thậm chí có một số bài 15 phút lận á, bởi vì mình sử dụng gọi là hai phương pháp đầu tiên. Thứ nhất là content nó có hai nguyên tắc đầu tiên, là một là content nó phải hữu ích, nó thực tế áp dụng được. Thứ hai nữa là nội dung content nó dài, một số bài content khác thì mình cũng áp dụng bốn nguyên tắc còn lại để cho bạn biết về cái phần cái phương pháp này. Và trong cái phần mà vì ở đây á, trong đây thì bạn cũng nên lưu ý á, là bạn nên có một số 3 đến 4 cái mẹo gì đó, hay bốn cái gọi là điểm đặc sắc của nội dung của bên phía bạn, thì bạn nên đề cập ở trong đây luôn. Nội dung đặc sắc này á, thì bạn sẽ mong muốn rằng là nó ngạc nhiên mà khách hàng truy cập trước đó, bạn nghĩ rằng là họ không bao giờ thấy được gọi là những cái phần này. Ví dụ như vậy, họ trước đó họ đọc những bài viết khác trên mạng, họ coi những thông tin trên mạng, họ chưa bao giờ thấy gọi là 3 đến 4 cái thủ thuật này. Thì thường thì nó chiếm khoảng 3 đến 4 cái thì khoảng là 3 khoảng đó 20%, nói chung khoảng 20% trong cái nội dung bài viết của bên phía bạn đó, thì phải đề cập với một số cái nội dung mà ngạc nhiên để liên tục mà khách hàng yêu thích cái nội dung bài viết của bạn, và khách truy cập có thể ở lại bài viết bạn lâu hơn, và cũng như share bài viết của bạn nhiều hơn ở trong cái vấn đề này. Thì đây là toàn bộ về cái phần mà ở đây là phần tiêu chuẩn mình hướng dẫn triển khai rồi. Thì LB là viết tắt của Expanded Lead Spot, thì bạn có thể đọc qua về cái file này. Thì file này mình sẽ đính kèm và mình để ở bên dưới cái phần nội dung. Thì đây là cái phần quy trình và tiêu chuẩn mà bên phía GTV mình đã lập ra ở điểm trước đó, và đã triển khai cho bên phía cả website GTV mình, mà cũng như rằng là một số dự án GTV một số dự án dịch vụ SEO của bên phía mình. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.